gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các em đã cùng quay trở lại khóa học Ngữ văn lớp 6 của trang web olm.vn. Các em thân mến, trong video phần thứ hai của văn bản Cây khế, các em đã được tìm hiểu khái quát những nét chung nhất về văn bản này. Sang đến bài giảng phần 3, chúng mình sẽ cùng khám phá, tìm hiểu chi tiết văn bản dựa trên 3 nội dung đó là hai anh em trước khi chia ra tài hai anh em sau khi chia ra tài và những điều kỳ diệu trong câu chuyện nói đến hai anh em trước khi chia ra tài em thấy hoàn cảnh của hai anh em trong chuyện có gì đặc biệt hoàn cảnh của hai anh em được nhắc đến đó là cha mẹ mất sớm mồ côi tranh mẹ là điều bất hạnh nhất của những đứa trẻ nhưng đáng khâm phục thay hai anh em đã nương tựa vào nhau yêu thương nhau chăm chỉ làm lụng nên trong nhà cũng đủ ăn về tính cách hai anh em yêu thương nhau chăm chỉ làm lụng như thế ta có thể kết luận trước khi thực hiện việc chia gia tài hai anh em bất hạnh nhưng đều rất đáng khâm phục Kể từ khi có vợ, người anh sinh ra lười biếng. Bao nhiêu công việc khó nhọc đều chút hết cho vợ chồng người em. Hai vợ chồng người em vẫn thức khuya, dậy sớm, cố gắng làm lụng. Thấy thế, người anh sợ em tranh công, liên bàn với vợ cho hai vợ chồng em ra ở riêng. Chúng ta đến với phần thứ hai. Hai anh em sau khi chia ra tài. Nói về người em trước người em được chia ra tài như thế nào người em được chia ra tài là một gian nhà lụp sụp ở trước cửa có một cây khế ngọt nhưng tuyệt nhiên không ta thán điều gì qua chi tiết này ta thấy hai vợ chồng người em rất hiền lành không tranh giành hơn thua những ngày sung sướng nhất của hai vợ chồng người em là những ngày khế chín quanh năm hai vợ chồng chăm chút cho nên cây khế xanh mơn mờn Quả sai lúc liều sát đất Đến trẻ lên ba cũng có thể với tay lên được Qua đó thấy được hai vợ chồng người em rất chăm chỉ làm lộng Họ sống bằng sức lao động của chính mình Chứ không cần nhiều gia sản để trở nên lười nhác, bạc ác Sự việc tiếp theo được kể là khi chim đến ăn khế Khi con chim lạ đến ăn khế Vợ chồng người em đã phản ứng như thế nào? Đọc văn bản, các em thấy được câu trả lời. Một buổi sáng, hai vợ chồng ra hái khế đi bán, thì thấy trên cây có tiếng rung mạnh như có tiếng người. Hai vợ chồng nhìn lên thì thấy một con chim lớn đang ăn khế chín. Hai người đợi cho chim ăn xong, bay đi mới lên cây hái. Từ đó, dòng dã một tháng trời, hàng ngày chim cứ đến ăn vào lúc sáng sớm, làm vơi hẳn đi. Một hôm, đứng đợi chim ăn, người vợ mới nói ông chim ơi ông ăn như thế còn gì là khế của nhà cháu nữa cây khế nhà cháu cũng sắp hết quà rồi đấy ông ạ à. qua cách hành xử của vợ chồng người em ta thấy được họ là những người nông dân rất lương thiện lại biết quý trọng sự sống của môn loài người vợ nói với chim gọi là ông chim xưng là cháu Lễ thường khi cây khế chín là kế sinh nhai của họ thấy chim ăn hết nhiều quả chín họ có thể tiếc của mà đuổi chim đi nhưng họ không làm thế họ để con chim lớn ăn no bay đi rồi mới hái quả vì không muốn làm kinh động đến con chim như tất cả mọi sự sống trên đời mọi loài vật cây cỏ cũng cần được có sự quý trọng nên họ không thể tuyệt đường sinh sống của nó đến khi sự việc kéo dài số quả chín bị hao hụt nhiều người vợ vẫn không hề trách móc mà trong lúc đợi chim ăn có bày tỏ nỗi khó xử vẫn bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng mà kính trọng ông chim ơi trước nỗi băn khoăn khó xử của đôi vợ chồng chim nói ăn một quả trả một cục vàng mày túi ba gang mang đi mà đựng chúng ta lại thấy được nhân vật người em khi được con chim ưu đãi hai vợ chồng người em nghe lời chim may một túi vải bề dọc bề ngang vừa đúng ba gang và khi được chim đưa đến đảo xa để lấy vàng người em chỉ nhặt ít vàng ít kim cương ở ngoài cửa hang rồi ra về qua việc may túi theo lời chim dặn và được chim đưa đi lấy vàng ở đảo xa người em đã thể hiện mình là một người như thế nào con chim nói đi nói lại với hai vợ chồng người em rằng ăn một quả, trả cục vàng, mày túi ba gang, mang đi mà đựng. Hai vợ chồng nghe lời chim may một túi vải, bề dọc bề ngang vừa đúng ba gang. Trải qua quãng đường dài, con chim đưa người em đến một đảo xa, nơi có rất nhiều vàng bạc châu báu. Chim ra hiệu cho người em vào lấy gì thì lấy. Ngay cửa hang, anh thấy toàn những thứ đá trong như thủy tinh và hộp phách đủ các màu. Anh thấy hang sâu và rộng nên không dám vào, chỉ dám nhặt ít vàng, kim cương ở ngoài rồi ra hiệu cho chim bay về. Qua đó, ta thấy được người em rất thật thà, không tham lam. Cuối cùng, khi giàu có, vợ chồng người anh biết chuyện đến hỏi, người em vẫn không kiêu ngạo, tự phụ, thật thà kể mọi chuyện cho anh nghe. Người em đã sống rất chăm chỉ, hiền lành, thật thà và cuối cùng được hưởng hạnh phúc, sống sung túc, đủ đầy. Qua nhân vật này, nhân dân ta gửi gắm quan niệm sống, ở hiền gặp lành. Còn về phía người Anh, nhìn một cách khái quát, em thấy người Anh trong câu chuyện là người như thế nào? Người Anh rất lười biếng. Bao nhiêu công việc khó nhọc đều chút hết cho vợ chồng người em. Trong khi em vẫn thức khuya dậy sớm, chăm chỉ làm lụng, nên sợ em tranh công, mà đã bàn với vợ, cho vợ chồng em ra ở riêng. Khi chia gia sản, nếu người em chỉ được ra nhà lụp sụp trước cửa có một cây khế ngọt, thì người anh đã lấy hết ruộng đồng, cho người nghèo làm rồi sau đó ăn sản phẩm của người làm trả lại và cùng vợ sống sung sướng. Không chỉ có thế, thấy em không phản nàn gì việc chia gia sản, người anh còn cho là em đần độn và từ đó không đi lại với em nữa qua đây người anh hiện lên là một kẻ tham lam bạc tình bạc nghĩa nhưng thái độ của người anh lại đảo chiều hẳn khi thấy em trở nên giàu có khi thấy em giàu có người anh vội đến chơi hỏi chuyện gạo đổi gia sản lấy túp lều và cây khế từ nét tính cách đã được bộc lộ trước đó dễ dàng có thể thấy mục đích của người anh là thông qua cây khế được gặp con chim trong lời kể của người em để đến nơi có nhiều vàng bạc châu báu mà lấy về thật nhiều mục đích của người anh đã đạt được khi thấy con chim lớn đến ăn khế chín vợ chồng người anh chu chéo trách móc cả nhà tôi chung vào cây khế bây giờ chim ăn giáo ăn tiệt thì tôi cậy vào đâu trong cách xưng hô tôi chim cách sử dụng từ ngữ ăn giáo ăn tiệt cậy vào đâu đã thấy được sự thực dụng tham lam của vợ chồng người anh chim cũng bảo vợ chồng người anh ăn một quả trả cục vàng mày túi ba gang mang đi mà đựng hai vợ chồng đã cuống quýt bàn cãi mày túi mới đầu họ định mang nhiều túi sau lại sợ chim không ưng bèn chỉ mang một như em nhưng to gấp ba lần thành ra như một cái tay nải lớn ở một số bản kể khác chúng ta thấy được người anh còn mang một túi những 12 gang. Khi đến nơi đảo có châu báu, trên lưng chim bước xuống, anh ta đã hoa cả mắt vì của quý. Vào trong hang, anh ta lại càng mê mẩn tâm thần, quên đói, quên khát. Cố nhặt vàng và kim cương cho thật đầy tay nải. Tay nải đã đầy, anh ta còn lấy thêm vàng dồn cả vào ống tay áo, ống quần, đến nỗi quá nặng, phải lê mãi mới ra khỏi cửa hang chìm chờ lâu, chớp chớp lại kêu lên mấy tiếng thúc giục. Và phải đến mãi gần chiều, người anh mới lê được đến chỗ chim đợi. Muốn khỏi rơi mất châu báu, anh ta đặt tay nải dưới cánh chim rồi lấy dây buộc chặt vào lưng chim và cổ mình. Những hành động liên tiếp này cho thấy người anh rất tham lam, chờ chẽn. Tất cả những việc làm của hắn chỉ mong lấy được thật nhiều vàng, kim cương. Và kết cục đã đến ngay tức khắc chim lấy đà mãi mới cất cánh nổi Trôi về chiều chim còn đang bay phía trên biển cả thì bỗng nổi cơn gió mạnh mang nặng bay ngược gió chim hiếu dần hai cánh rũ xuống tay nải vàng thốt nhiên bị gió bật mạnh vào cánh chim chim buông xuôi hai cánh đâm bổ xuống biển chăm chớp mắt người anh bị ngọn sóng cuốn đi với tay nải vàng và châu báu đời người còn chim thì chỉ bị ướt lông ướt cánh Chim lại vùng lên bay về núi, về rừng. Kết cục của người anh bị rơi xuống biển, bị ngọn sóng cuốn đi với tay nải vàng và châu báu đầy người. Qua nhân vật người anh, tác giả dân gian gửi gắm triết lý tham thì thâm, gieo nhân nào gặp quả ấy. Trong câu chuyện này, các em còn để ý đến những điều kỳ diệu đã được tác giả dân gian nhắc đến, đó là con chim thần và hòn đảo xa. Con chim thần đã biết nói tiếng người. Chim thần xuất hiện để đền đáp xứng đáng cho người em và trừng trị người anh. Còn hòn đảo xa là không gian kỳ ảo, chứa nhiều bất ngờ. Chuyện kể, chim bay mãi, bay mãi, bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả, ra tới giữa biển, chim rẽ vào một cái đảo toàn đá trắng, đá xanh, đá đỏ, đá ngũ sắc. Chim bay một vòng quanh đảo, rồi từ từ hạ xuống một cái hang. Ở đây, không gian đảo xa cũng chứa rất nhiều bất ngờ, và đó là không gian kỳ ảo mang lại cho nhân vật trong thế giới cổ tích. Trong câu chuyện Cây Khế, thuộc kiểu chuyện có nhân vật bất hạnh, là người em út hiền lành, lương thiện, chịu nhiều thiệt thòi con chim thần và hòn thảo xa đã giúp người em thay đổi cuộc sống của mình và đó chính là món quà xứng đáng mà người em nhận được cho sự hiền lành chăm chỉ thật thà và những nỗ lực không ngừng trong cuộc sống qua đó thể hiện ước mơ của nhân dân ta về công bằng trong xã hội con chim thần xuất hiện là chi tiết kỳ ảo tưởng tượng đã mang đến những điều kỳ diệu thực hiện chức năng ban thưởng cho nhân vật chính Đồng thời cũng trừng phạt nhân vật người Anh vì sự tham lam vật chất mà độc ác, vô nhân tính, quay lưng với chính người em của mình. Đảo xa cũng là không gian thần kỳ, kỳ ảo mang lại cho nhân vật những điều may mắn. Qua đó, tất cả con chim thần và hòn đảo xa giúp người em thay đổi cuộc sống nghèo khổ. Kết thúc phần tìm hiểu chi tiết của văn bản. Chúng mình sẽ tổng kết những ý nghĩa khái quát về nội dung và nghệ thuật của văn bản này. Nói về nghệ thuật, văn bản cây khế xây dựng chi tiết kỳ ảo làm tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện. Và cách kể chuyện của tác giả dân gian cũng rất hấp dẫn, sinh động. Chuyện kể về người anh tham lam, độc ác, đã phải trả giá và người em chăm chỉ, hiền lành, lương thiện thì được đền đáp xứng đáng qua đó thể hiện ước mơ của nhân dân ta về công bằng trong xã hội về cái thiện chiến thắng cái ác các em thân mến cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá văn bản cây khế trong bài học thế giới cổ tích những ước mơ của nhân dân từ ngàn đời về cái thiện chiến thắng cái ác về phần thưởng cuối cùng của người lương thiện nhân vật chính đã kết thúc bài học của chúng ta Cô chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả chúng mình trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.